quà Giáng sinh cho cô gái ngoan của anh này. Wow, anh tâm lý quá. Ái ơi, hay là mình đi ăn mừng Giáng sinh luôn đi. À, anh đã dùng hết tiền để chuẩn bị quà với đồ cho em rồi ấy. Không sao đâu, anh thử dùng iVay đi. Đây là website uy tín và hợp pháp, là giải pháp tài chính ngay lúc này mà chúng ta cần. iVay? Nhưng mà hạn mức thấp quá em ạ. Không có. iVay còn có hạn mức lên đến 50 triệu cơ anh. iVay còn có lãi suất thấp này, bảo mật an toàn. Chỉ cần điền thông tin cơ bản và trả lời một vài câu hỏi là anh có thể đăng ký được rồi. Ê, tuyệt vời. Vậy là anh có thể đi ăn với em rồi. Click ngay vào link bên dưới để truy cập ngay vào website của iVay bạn nhé. Kỳ hạn và lãi suất khoản vay phụ thuộc vào kết quả xét duyệt hồ sơ của riêng bạn.